dinh dưỡng cho phụ nữ có thai thời dịch COVID-19. Dinh dưỡng trong phòng chống COVID-19 chính là dinh dưỡng hợp lý theo nguyên tắc dinh dưỡng cho từng đối tượng. Chế độ dinh dưỡng hợp lý là quan trọng nhất. Ăn đa dạng thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường miễn dịch, chứ không có một loại thực phẩm riêng biệt nào có tác dụng phòng ngừa COVID-19. 1. Bà mẹ mang thai, bà mẹ cho con bú cần đảm bảo lượng dinh dưỡng như thế nào? Phụ nữ mang thai nên ăn đủ thực phẩm chứa nhiều tinh bột như gạo, ngô, khoai, sắn. Đây là nhóm thực phẩm cung cấp năng lượng chủ yếu nhất. Phụ nữ có thai nên ăn đầy đủ các thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, trứng, sữa, đậu, đỗ, nên chọn nguyên liệu tươi ngon và nấu kỹ. Sử dụng cân đối giữa chất béo động vật và chất béo từ thực vật. Mẹ cần được cung cấp đầy đủ canxi và phốt pho giúp hình thành bộ xương chắc khỏe cho thai nhi. Rau tươi, trái cây tươi các loại là nguồn cung cấp vitamin C, chất xơ dồi dào, giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Nên thay thế các thức ăn trong cùng một nhóm chất dinh dưỡng để đa dạng khẩu phần ăn, nhất là khi bị nghén. Mỗi bữa ăn nên ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm khác nhau. Uống nước đầy đủ từ 2 đến 2,5 lít mỗi ngày giúp cho các chức năng chuyển hóa, miễn dịch của cơ thể mẹ. Uống nhiều hơn đối với bà mẹ cho con bú. 2. Bổ sung vi chất dinh dưỡng trong thời kỳ có thai và cho con bú. Cần uống viên sắt, acid folic hoặc viên đa vi chất dinh dưỡng đều đặn hàng ngày theo chỉ dẫn của cán bộ y tế.